Làm đi con yêu, con không muốn đâu. Tất cả mọi người đều phải đánh răng mà. Và con không phải mọi người. Ơ, có ai ở đó à? Hay mình chỉ là nên dọn dẹp lại? Wow, đó là Rapunzel hả ta? Mình đang ở đâu đây? Mình phải thoát khỏi đây thôi. Sao chị lại ở trong phòng tắm nhà em? Ô, oh, wow, chị là nàng tiên cá. Woohoo! Đứng đó đi, đừng có đụng chị. Lỡ em bị lây nhiễm thì sao? Em chỉ muốn ôm chị thôi mà. Aha, yeah. Ô, oh, lối ra đây rồi. Bye bye. Nè, chị ấy đi đâu thế nhỉ? Nếu mình nhanh chân, mình có thể đuổi kịp chị ấy. Nếu không thử thì làm sao mà biết được. Wow, ở đây đẹp quá à. Xin chào. Ô, oh, chào chị. Thế gì? Ai mang nhỏ đó đến đây vậy? Tớ sẽ tự tìm hiểu. Đồ thua cuộc. Oh, cấm cậu bắt nạt con nít nha. Ô, oh, em không sao chứ? Dạ vâng, nhưng có gì trên má của em nè. Để chị xem thử. Ừ, nhận nuôi. Vậy giờ em là con gái của chị rồi. Chị không cần phải vậy đâu. Nhưng mà cảm ơn nha. Đây không còn là chỗ nghỉ ngơi nữa. Đúng là lộn xộn mà. Ok, chúng ta làm gì bây giờ đây? Có gì dính trên mặt của con nè. Không thể rửa sạch được à? Có vẻ như chúng ta gặp rắc rối rồi. Lại đây. Mẹ có cách này nè. Bất ngờ chưa? Wow, là của con hết à? Tuyệt quá à. Ừ, chắc là chúng ta có thể dùng cái này. Máy rửa mặt tiên cá. Con nghĩ thế nào? Con phải xem cách nó hoạt động trước. Nó sẽ tạo điều kỳ diệu cho các vấn đề về da. Wow, da của con thoải mái quá đi. Tuyệt. Nhưng máy rửa mặt đang chật vật kìa. Gạt nó qua một bên thôi nào. Ồ, có vẻ vứt nó đi thì hơn. Con thấy sao nào? Wow, con thật xinh đẹp mà. Tất nhiên rồi, mẹ nào con nấy chứ bộ. Tóc của con khô quá đi. Ồ, nhìn kìa, Ariel. Đâu ạ? Hiu, vừa đúng lúc. Nè, để xem chúng ta có gì trong hộp làm đẹp nào. Mẹ nghĩ chúng ta cần giới thiệu tóc của con với lọn uống tóc. Dạ, con sẽ biết thôi. Quên mấy kiểu thắt bím đi. Với cái này, con sẽ biết tóc của con có thể làm gì. Móc một sợi trước nào. Được rồi, và đặt ở đây. Hãy làm tương tự với sợi thứ hai nha. Xong, mình rất là vui luôn. Giờ chúng ta sẽ đợi một tí nè. Con nghĩ sẽ hơi lâu đó. Ồ, mẹ nghĩ đã đến lúc rồi. Con đã mơ ước để làm điều này. Trông con như diễn viên Hollywood thật vậy. Wow, con có tài năng đó nha. Mẹ và con đã biết nhau 2 tiếng rồi. Nhưng xem con đã thay đổi thế nào nè. Mẹ có thích không ạ? À? Tốt lắm. Mẹ ơi, con làm mắt giống vậy được không mẹ? Tất nhiên rồi con yêu. Hãy chọn vài kiểu trang điểm nào. Kiểu này thì sao nè? Con muốn mắt cá. Ồ, mẹ thấy con biết lựa đó nha. Chắc có bộ phấn mắt trùng hợp làm đẹp này. Ồ, con tìm được rồi nè. Con thật sáng tạo mà. Đưa cho mẹ nào. Thật vui vì hai người đã gặp nhau. Chắc ba bị rơi khỏi đây rồi. Xem nào. À ha, ba quyết định đi dạo tí à. Ông ấy chỉ muốn đi gặp cháu ngoại của mình. Được rồi, hãy đặt khuôn vẽ lên mí mắt và bắt đầu kẻ mắt thôi nào. Quan trọng là chỉnh khuôn. Nếu không chú cá sẽ bơi đi mất đó nha. Wow, đẹp quá đi. Ôi trời ơi, mình chuyên nghiệp quá à. Hy vọng là mình đủ khỏe để làm xong việc biến đổi con bé. Bỏ qua một bên nào. Đứng đó để mẹ nhìn nào. Không không không, tai của con toàn nhận dislike không à. Và cái váy này nữa. Chúng ta nên làm gì đó với con đây. Ồ, có cách rồi nè. Nghiêm túc đó nha. Mình cần cứu đứa bé này. Chắc cái này được ha. Mẹ ơi, xem nè. Con là bạch tuộc. Trẻ con thật hài hước mà. Để chú Paulo một mình nào con yêu. Thử cái này đi. Con không thích đâu. Nói thật thì mẹ cũng vậy đó. Ồ, biết rồi. Hãy custom một chút nào. Chúng ta sẽ làm một cái áo. Và chủ đề biển cả. Lưới đánh cá. Hoàn hảo. Mẹ biết ngay mà. Nhưng không chỉ vậy đâu. Xem mẹ có gì nè. Con sẽ trông rất xinh đó nha. Hãy đặt vài hạt ngọc trai lên lưới. Vài miếng rong biển. Xong rồi nè. Tốt hơn rồi đó. Mẹ vui lắm. Con nghĩ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nào? Nếu bé muốn trở thành tiên cá, bé sẽ cần cái đuôi. Chính là vậy.
Con yêu, con có muốn nuôi cá như vậy không nè? Có chứ ạ, à, con sẽ đi làm nó ngay. Ý con là sao? Ok, chúng ta sẽ cho trẻ em tự do thể hiện bản thân mình. Con làm đó, trông con y như mẹ luôn. Có vẻ như con tự trói bản thân nhỉ? Nhưng mẹ không thể thấy chân của con. Không phải như vậy đâu con à, hãy làm đuôi thật nào. Khi mọi thứ sẵn sàng, con cần đặt chân vào đây. Bắt đầu thôi nào. Chúng ta đổ vài nước biển màu hồng vào đây. Thêm vài viên đá quý và vỏ sò. Và một tí bột phép thuật nữa. Thật là đẹp mà. Con vào nha. Tất nhiên. Wow, con cảm thấy thật tuyệt vời. Đừng sợ mà. Yeah, chúng ta làm được rồi. Hoàn hảo. Đi thôi nào, mẹ không thể đợi để thấy sự vinh quang của nó. Sâu đuôi của con đi, con cảm ơn mẹ. Không chỉ vậy, với cái đuôi như vậy con cần phải có vảy nữa. Nếu con hiểu đúng, cái này sẽ đội vào. Thông minh đó, để mẹ làm. Đừng sợ nha, lưới là khuôn tô hoàn hảo nếu con muốn làm vảy. Wow, dễ như vậy à? Và đẹp quá à. Người cá thật là xanh điệu. Con có thích dáng vẻ mới không nè? Mẹ nghĩ nó thật tuyệt vời. Sao mẹ cần mít lô vậy ạ? À? Để mẹ cho con thấy nha. Wow, nghe thật tuyệt mà. Con cũng muốn sao? Con sẽ thử. Mẹ cũng thích hot rod nữa. Tiếp tục đi con. Baby shark tu. Cá mập á, đâu cơ? Đúng là ác mộng mà. Ta chịu hết nổi rồi. Ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Mình nhảy với đôi tay của mình. Mẹ thấy sao hả mẹ? Quá là tuyệt vời luôn. Con rất có tài năng đó. Chờ mẹ tí nha. Tốt hơn rồi nè. Cùng đi nghe Baby Shark với nhau nha mẹ. Không, cảm ơn con. Cùng nghe bài hát của Elsa sẽ tốt hơn. Nghe Baby Shark trước đi. Không, dừng lại. Các bạn, hãy để lại comment bài hát nào tốt hơn nha. Let It Go của Elsa hay Baby Shark. Xem nào, chắc là nó ở đây. Đâu rồi nhỉ? Cuối cùng thì máy thắt biếng của mình. Chắc chắn con sẽ thích. Và nó sẽ nhanh hơn khi thắt bằng tay. Con nói cái gì cơ? Muốn lựa chọn thứ hai sao? Wow, thật đáng kinh ngạc. Quá nhanh và quá xinh xắn đi. Nhưng mà vẫn thiếu gì đó. Không biết con bé có đánh răng chưa nhỉ? Mình nghĩ đã đến rồi đây. Này, cho tôi mượn vài cái kẹp tóc nha. Cái gì vậy? Ai đó? Phần còn thiếu đây nè, cho con đó. Trong hộp vẫn còn nhiều hơn nè. Sẽ không ai khác có những chiếc kẹp tóc như vậy đâu. Hộp làm đẹp cần một tí thời gian. Trùm trích. Con sẵn sàng chưa? Nhìn nè. Wow. Con còn đợi gì nữa? Đeo thử đi nào. Tuyệt. Và vài cái nữa nha. Con là nàng tiên cá xinh đẹp nhất. Mẹ rất tự hào về con. Này, cái gì vậy? Cẩn thận. Không, có vẻ như họ bắt được mẹ rồi. Gọi cứu viện đi. Cứu viện đây ạ. Chờ tí nha, con sẽ cứu mẹ. Con yêu, cẩn thận đó. Không ai có thể cướp mẹ khỏi mình. Mình cần buộc nó lại ở đâu đó. Thử di chuyển xem nào. Giờ chúng ta có thể thư giãn rồi. Sao lại như thế hả? Dừng lại. Cảnh sát Trùm Trích đây. Có chuyện gì? Mẹ cháu bị mắc câu rồi. Hiểu rồi, không ai được cử động. Đặc biệt là cậu cái ghế. Cảm ơn ạ, cảnh sát Kevin. Hân hạnh được phục vụ. Chú là vị cứu tinh của nhà cháu. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Hiu, nó còn tệ hơn. Mẹ nghĩ đến lúc phải thoát khỏi nó rồi. Và con biết mẹ đang nghĩ gì không? Có vẻ như đây là thời điểm tốt nhất để đi đổ rác nhỉ? Chúc ngon miệng nha, chú câu cá. Và đây là quà của mẹ dành cho họ. Này, đơn của chú có rồi nè. Chú có thể thu dây rồi. Đạp tay nào. Ok, bơi đi, bạn yêu ạ. Ai gây ra đống bừa bộn này đây? Mình nghĩ mình biết là ai rồi. Mình đã có cách rồi nè. Cô bé thật sự cần biết sắp xếp đồ đạc lại. Hãy sơn lại lon nước nha. Giờ thì đắp đất sét lên khuôn bút màu. Tuyệt vời. Chúng ta có thể làm bánh donut từ đất sét trắng. Đây sẽ là mút của bạch tuộc. Giờ hãy dán chúng vào cái lon nha. Trùm trít. Xong rồi đây. Và giờ đến bút màu nè. Bọc các cạnh bằng đất sét Play-Doh. Và làm cái đuôi của xúc tu bạch tuộc. Giờ hãy đặt các bút màu vào vị trí của chúng. Wow, nó đẹp hơn mình nghĩ hay chứ. Chúng ta có gì vậy ạ?
mẹ làm cho con đó. Mình cũng có thể biến nó thành cái gì đó. Dùng súng bắn keo đổ vào Pop X. Chúng ta nên làm những viên ngọc trai nhỏ và gọn gàng. Hãy làm thật nhiều vào nào. Khi keo cứng lại là nó xong rồi. Chúng ta đặt một sợi chỉ lên những viên ngọc trai. Mình nghĩ mình đã làm một chiếc vòng tay tuyệt vời. Xem nè con yêu, con thấy thế nào? Wow, mẹ vừa làm ạ. Tất nhiên rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều. Ồ, mẹ nghĩ hôm nay chúng ta vẫn chưa ăn gì. Con ăn kem được không ạ? Sao lại không chứ? Chờ tí nha, mẹ sẽ gọi giao hàng trâm trích. Alo, tôi muốn gọi phần kem cho hai người. Ok, Vương quốc ở dưới nước. Hoa tiêu đã đưa tôi đến đây. Bước qua trái. Ý cô là đi vào nhà vệ sinh đó hả? Yeah, không phải ai cũng thuê nổi nhà ở Trumville. Nhưng không sao cả. Hy vọng mình không phải đi xuống. Thôi nào. Phew. Và nó khó hơn mình tưởng. Bạn sẽ phải đến đó, dù có thích hay không. Thôi nào, mình nên làm gì đây? Ồ, có cách rồi nè. Mình nghĩ thế này sẽ dễ hơn. Họ đặt phần kem cho hai người. Mình nghĩ như vậy là đủ rồi đó. Và một lời khen từ đầu bếp nữa nè. Hy vọng là họ sẽ thích. Ok, hôm nay tâm trạng mình khá là tốt. Thêm vài topping cho hai người nè. Sẵn sàng chưa? Đi vui vẻ và chúc ngon miệng nha. Wow, vừa đúng lúc luôn. Và cái mùi. Con có muốn ăn không nè? Con không muốn ăn lắm đâu ạ. Lạ nhỉ? Là con muốn ăn mà. Eww. Chắc là đôi này. Không, hay đôi này tốt hơn nhỉ? Mẹ đang chọn hoa tai ạ. Con cũng muốn có được không ạ? Mẹ không biết cái này có hợp với con không nữa. Còn đôi này thì sao? Con đang nói gì vậy hả? Đừng khiêm tốn như vậy chứ. Chúng ta sẽ tìm đôi nào đó xinh hơn. Mẹ nghĩ mẹ đã tìm thấy thứ thú vị rồi đây. Đúng vậy, cái này sẽ hợp nè. Chúng ta sẽ làm hoa tai từ cái này. Chính xác. Giờ mẹ sẽ chỉ con cách làm nha. Chúng ta sẽ phủ lớp vỏ từ bên trong bằng sơn móng tay trơn trượt. Giờ chúng ta sẽ buộc dây xích vào trong lỗ. Ở phía bên kia, chúng ta sẽ có một viên ngọc trai. Nhìn này, con có một chiếc vỏ may mắn. Con có muốn đeo thử không nè? Wow, con trông xinh lắm con yêu à. Đập tay nào. Mẹ là tuyệt vời nhất thế giới luôn. Chỉ trong một ngày chúng ta đã thay đổi toàn bộ ngoại hình của con. Sẽ không ai gọi mình là mọt sách nữa. Mình nghĩ mọi người ở trường sẽ thấy sốc vì bộ đồ của mình. Sau đó, mẹ có một món quà khác cho con nè. Vương miệng của nàng tiên cá. Wow, đẹp quá đi à. Giống như mẹ và con vậy đó. Con sẽ nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ sẽ nhớ con. Đừng quên mẹ nha. Con luôn biết nên tìm mẹ ở đâu mà. Bye. Wow, giờ mình chắc chắn sẽ trở thành nữ hoàng trường học. Con yêu à, có chuyện gì vậy hả? Trông con thật đáng kinh ngạc. Sao con làm được hay vậy? Mẹ chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp hơn trong đời mẹ. Vâng, đó không phải hình ảnh phản chiếu của mẹ đâu. Gì cơ? Có lẽ mình cũng muốn trở nên xinh đẹp. Tại sao? Được rồi, mọi người xếp hàng vào bữa tiệc ư? Lại đây, đừng sợ. Cậu là gì? Người thường à? Có phải ma cà rồng không? Lại đây. Này cậu, khoan đã. Ồ, mình có vé nè. Cậu làm theo thủ tục nha. Mình chẳng cần đến cái này. Chữ ký của ma cà rồng. Cảm ơn nha, cậu là nhất rồi đó. Thật là thô lỗ. Cô còn nghĩ chỗ này tốt đẹp lắm. Cô làm mất khách rồi đó. Vô đi nào. Gì ở đây thế này? Mình là Mia. Mình mới đến đây. Ra, ma cà rồng đây. Các cậu nhìn nè. Cậu ta muốn nhập hội với tụi mình đó. Nhưng cậu chỉ là con dơi vô nghĩa thôi. Mình chỉ muốn nhảy cùng thôi mà. Nín đi nào, lau nước mắt đi. Cảm ơn nha. Mình vào trong bằng cách nào nhỉ? Nhóm máu thứ này. Ê, đừng tới đây mà. Ao, ngó đường mà bay kìa. Ô, cậu dễ thương quá dạ. Cậu nói gì vậy? À ha, là thật sao? Vâng, mình đang nhìn cậu đó. Cảm ơn bé bé nhỏ. Giờ mình biết phải làm gì rồi. Mong là họ không để ý. Mình nghĩ mình cần đánh nó. Lấy được rồi. Wow, kế hoạch hoàn hảo. Cảm ơn lần nữa nha. Mình phải đi đây. Sao cơ? Còn mình thì sao? Cậu muốn đi cùng mình hả? Vậy thì ra khỏi đây thôi.
chúc may mắn nha. Tụi mình tới nhà rồi nè, bắt đầu lột xác thôi. Nhưng mà kế hoạch này thật lắm bước. Mình sẽ bắt đầu bằng cái dễ nhất. Thử mang răng nanh xem. Sẵn sàng chưa răng ơi? Không được rồi, xem mình có gì nè. Tay giũa. À, hàm răng nanh mới này sẽ giúp mình có mặt ở bữa tiệc. Chuyện gì thế này? Mình không nên đánh răng mỗi ngày, phải gặp chuyên gia mới được. Chào, cháu muốn có cuộc hẹn. Wow, cô cũng làm cho ma cà rồng à. Mr. Beast, sao lại ở đây? Anh ta cũng là ma cà rồng sao? Cháu không nhầm đâu, đúng vậy đó. Cô đùa à? Các cậu có nghĩ là nha sĩ nói thật hay là không? Bình luận ở bên dưới nha. Ngồi xuống ghế đi nào. Cứ thoải mái đi nha, mình sẽ bắt đầu ngay thôi. Há miệng to hết cỡ. À đi. À, gì thế này? Ghê quá đi. Cô sẽ loại bỏ nó ngay. Cháu đồng ý chứ? Mr. Beast tặng cho bọn cô chiếc máy tăm nước nè. Tới luôn đi cô. Tốt lắm, nhè răng ra. Thấy chưa, chuyện nhỏ ấy mà. Hoàn hảo rồi đó. Chuyển sang làm trắng răng nha. Giờ Mia à, thứ mà cháu mong chờ đã đến nè. Răng nanh ma cà rồng. Chúng gắn cho cháu à. Làm lẹ đi cô ơi. Đợi chút nha. Xin chúc mừng. Ngắm nghía răng nanh đi nào. Giờ thanh toán ha. Dừng lại. Ồ, cháu không có ý đâu, xin lỗi ạ. À. Ui là trời. Cậu thấy răng nanh của mình thế nào? Lại nổi mụn nữa rồi. Cậu nói gì vậy hả dơ nhỏ? Cậu đem cho mình bộ trang điểm sao? Đưa cho mình đi. Không, nó không đủ cho mặt cậu đâu. Không, cậu đùa hả? Được rồi, cậu nghĩ mình không lấy được sao? Mình còn nghĩ cậu là bạn của mình nữa. Không bỏ cuộc đâu. Thôi nào, giờ cậu nói gì đây? Đưa cho mình đi. Wow. Ow. Rơi cả vào mặt rồi nè. Hiu, suýt thiệt toàn. Giờ mình có thể make up được rồi. Yeah. Xem mình có gì nào. Máy hút mụn. Thử xem nào. Ồ, nó hút vào da mình y như ma cà rồng vậy. Giờ mình trẻ hẳn ra nè. Cảm ơn nha. Mụn mới chỉ là một phần thôi. Giờ mình cần làn da trắng và mịn màng. Dùng cái này sẽ dễ thôi. Lau thôi nào. Wow, xinh xẻo quá vậy. Tiếp đến là lông mi. Hoàn hảo. Thử tới mấy massage này xem. Phê thật nha. Các cậu thấy sao nè? Họ sẽ cho mình vô bữa tiệc với diện mạo này chứ. Giải quyết xong răng nanh và làn da nhợt nhạt, mình nghĩ đến vết cắn. Nhưng mình lo được. Này, các cậu là ma cà rồng đúng vậy không? Gì cơ? Cậu cắn mình một cái nha. Yêu, nếu đuổi được cậu, tôi thà cắn mình còn hơn. Đi thôi. Này, mình vừa nghe cậu cần ma cà rồng cắn à. Hả? Mình giúp được cậu đó. Nhìn nè, người sói, ma cà rồng, mèo hoang. Wow, có cả bộ sưu tập luôn. Mình muốn có vết cắn của ma cà rồng. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Cậu chịu thì mình tới luôn. Mình sẵn sàng hy sinh. Mình muốn cậu dùng cái này. Có tiền là được thôi. Lại gần đây. Có thể nào? Cẩn thận. Xong rồi đó. Cảm ơn, mình sẽ giới thiệu cậu cho đám bạn. Cậu ta nhổ vào mình sao? Mình đổi ý rồi đó. Mình phải lựa đồ cho hợp mới được. Ở đây có gì nào? Ai đó đã trộm mất rồi sao? Wow. Gì thế này? Giống máy đánh bạc nhỉ? Mình đã may mắn một lần rồi. Wow, may thật đó nha. Nữa hả? Chơi lại thử xem. Lần này được gì đây? Wow, mình chưa từng mặc như thế này bao giờ. Xinh quá đi. Thiếu gì nhỉ? Nhìn lại kế hoạch cái đã. Mình có hết rồi, thiếu mỗi áo choàng thôi. Lấy ở đâu ra đây? Ma cà rồng không có áo choàng thì ra thể thống gì? Có vẻ được việc rồi nè. Ok, khăn trải bàn. Đây là lúc thích hợp nhất rồi. 1, 2, 3. Drum trick. Thôi được rồi. Hên là mình vẫn còn phản chiếu trong gương. Kiểu tóc này không hợp với diện mạo mới cho lắm. Mình có cách rồi nè.
mình cần tất cả. Làm tóc là kế hoạch lớn nhất từ đầu đến giờ luôn ý. Đầu tiên là chải rồi uốn tóc. Tuyệt vời. Tiếp theo là thắt bím nha. Mình vui vì có thiết bị tiện dụng như vậy. Dễ như ăn kẹo. Và cuối cùng, mình uốn tóc thôi. Chắc chắn là ai cũng thích cho mà xem. La la la. Wow, thật trẻ trung. Này, sao cậu lại nhìn lén vậy? Mình chưa sẵn sàng đâu. Giờ thì nhìn được rồi đó. Nhìn mình giống ma cà rồng chưa? Này, là cậu à, bộ xương. Chào, đứng đây mình ên à. Mình không nghĩ là cậu nhạy cảm như vậy. Để mình giúp cậu tàn bạo hơn nha. Đợi một chút, mình sắp xong rồi. Ta-da, mình xin lỗi. Nhưng mình bạo thay cậu luôn rồi. Cậu tìm ra 5 điểm khác nhau không nè? Mình nghĩ cũng dễ thôi ha. Mình không nghĩ là có nhiều lựa chọn như vậy. Cái này đẹp xỉu luôn nè. Mình lấy đâu ra từng này máu? Mình có 3-4 lít thôi. Nhưng như vậy thì không đủ rồi. Hay là mình không hiến máu ta? Dĩ nhiên rồi. Cần gì đâu khi mà mình có trí tưởng tượng và sự khéo tay chứ. Trùm trích. Gì chứ? Sao lại không được? À, hiểu rồi. Đây là vòng cổ ma cà rồng. Được rồi, dù sao thì mình cũng cần ít máu nữa. Vài giọt thôi thì chiếc vòng cổ cũng xong. Nó sẽ xuất sắc lắm đi. Wow, còn đẹp hơn mấy cái trong tạp chí thời trang nữa. 144 con cù. Cổ mình cứng quá à. May là có gel này. Dùng thôi nào. Ui, phải tra ngày hết hạn cái đã. Còn có cái tốt hơn. Thử chiếc gối massage này xem. Chế độ thư giãn. Ồ, ta nói nó đã gì đâu. 146 con cù. Ma cà rồng có mắt xám không nhỉ? Chắc là không. Hên là mình có cặp len để dành cho dịp đặc biệt. Và ngày đó đã đến. Đôi mắt này chắc chắn sẽ gây chú ý cho mà xem. Ngầu vậy. Cũng hợp với mình quá ha. Đeo con còn lại nào. Ưng hết ý. Ra. Ồ, sao mình lại sợ chính mình thế này? Ồ không, làm sao ra ngoài với đôi môi nứt nẻ này đây? Được rồi, phải xử lý thôi. Ai lại muốn bị xấu hổ trước mặt mọi người đâu cơ chứ. Không có tác dụng rồi. Ồ, son môi. Màu sắc rực rỡ. Thử xem nào. Đây là màu của máu. Nó hợp với mắt của mình hết sức vậy nè. Ổn hơn rồi. Mình cần phải làm quen với đôi môi mới. Ryan, mong là anh không phiền. Sẵn sàng cho nụ hôn nào. Này, bay đi đâu vậy? Ồ, cái trán đáng thương của mình. Mia, cậu ổn không đó? Vâng, mình ổn, dê nhỏ à. Ồ, nè các cậu có thích make up của mình không nè? Liệu giờ ma cà rồng có cho mình vào không nhỉ? Muốn đánh nhau à? Mình sẽ thắng chắc nha. Bước nhảy đột phá. Không. Ồ, trông cho đừng bị gãy răng. Chiếc ba lô của mình sao thế nhỉ? Nó cũng biến thành ma cà rồng sao? Wow, hay quá vậy. Không chỉ là ba lô, mà còn là giường của ma cà rồng. Xem ra mình phải cắn tay rồi. Nhưng mình có cách hay hơn nè. Khô biến. Nhận lấy nè. Không, xét đầu bếp. Mình sẽ biến mọi người thành bột. Mình thấy hơi ố về rồi, không được. Đúng thứ mình cần rồi nè. Wow. Đến lúc kiểm tra lại thôi. Cái này làm rồi. Tả cái này nữa. Có vẻ ổn áp rồi. Mình không còn là cô gái nhút nhát nữa. Giờ mình làm ma cà rồng. Này dơ nhỏ, cảm ơn cậu nhiều nha. Gì cơ? Cậu là ma cà rồng. Ờ, còn là hoàng tử nữa. Hãy cho họ thấy ai mới là ma cà rồng thật sự đi. Tới ai đây? Ngày tuyệt nhất đời mình. Có cả ma cà rồng đi cùng nữa nè. Này lũ hút máu, tránh ra đi. Cho tôi vào trong. Cậu là cô gái đó. Tưởng tôi không nhận ra sao? Bạn không được rít tôi nha. Né sang một bên cho tôi vào đi. Không được cản đường của tôi nha. Hiểu chưa? Nhưng bữa tiệc là của mình mà. Gì chứ? Dừng lại đi mà. Này, ha ha ha, đồ bốn mắt nè. Sao cậu lại làm như vậy? Không thể trơ mắt nhìn được. Tránh xa cậu ấy ra. Nghe thấy không hả? Đừng có ăn thịt mình. Đừng lo,
cậu cũng có thể làm macaron đó. Nè, cầm lấy đi. Cảm ơn nhiều nha. Bye. Giống như các điều cần để làm macaron, nếu mình có tất cả, mình có thể trở thành macaron được rồi. Ồ, chiếc áo choàng, mình có thể dùng nó. Mặc nào. Người đẹp, đây là của mình. Đừng đánh thức con thú trong mình nha. Có vẻ như con bò rất tức giận. Bò được. Wow. Mình không lường được việc này. Dũng sĩ đấu bò tóp. Nè, chưa xong đâu mà. Ma cà rồng là đứa trẻ của đêm tối. Họ thường tụ tập trong các nghĩa trang. Thu hoạch tốt lắm. Và họ đây. Bây giờ cậu sẽ cắn mình. Cạn ly vì trung tâm hiến máu. Ôi không, ma cà rồng, xin đừng cắn mình mà. Cổ mình rất mềm mại và máu của mình rất ngọt ngào. Này, cậu có thấy không? Mình nghĩ chúng ta nên tránh xa. Mình sẽ là người hầu trung thành mà. Cắn mình đi. Mình không muốn tìm thấy răng nanh của mình trong bãi rác. Mình trông không đủ ngon sao? Bây giờ thì sao hả? Được rồi, dừng lại được rồi đó. Đi thôi, Frank. Không. Ồ, thật xấu hổ. Không có gì xảy ra. Mình làm được chưa? Có lẽ mình nên ngủ lộn ngược. Ồ, đầu của mình đau quá à. Và vết cắn đó, nó rất sâu luôn. Mình chắc chắn rằng không khí trong lành sẽ làm mình tốt lên. À, nóng quá đi à. Tắt đèn. Mình cần tránh xa nó. À, yeah, mình biến thành ma cà rồng rồi nè. Ma cà rồng có ngủ trên giường màu hồng hay không? Mình phải làm gì đó. Và mình nghĩ mình biết làm gì rồi. Mình cần phải làm quan tài. Tuyệt. Xem mình có gì nào. Không biết vừa hay không nữa. Chà, bây giờ đi ngủ thôi. Nghĩa trang lạnh lẽo. Một chiếc chăn ấm chắc không làm hại ai đâu. Chỉ còn vài từ và mình sẽ giải xong ô chữ ma cà rồng. Anh ta tên là gì? Quên mất tiêu rồi. Ma cà rồng nổi tiếng nhất là ai? Dracula. Dracula. Các cậu ơi, có thể các cậu giúp được cho mình đó. Nếu các cậu biết tên của anh ấy, bình luận đáp án xuống dưới nha, được chứ? Cháu bị sao? Gần đây cháu đã trở thành ma cà rồng và cháu cần có răng nanh, cô biết đó. Ừ, tất nhiên, mời ngồi. Ừ, cảm ơn. Được rồi, nói a nào. Đừng lo, cô sẽ cho con chiếc răng nanh đáng sợ nhất. Cô có chắc không dạ? Chắc chắn mà. Nhìn đi. Cô hiểu sai rồi. Con biến thành dơi, không phải là hải ly. Mang nó đi đi. Đã hiểu. Ok. Một chút nữa thôi. Và xong rồi. Cháu thấy sao nào? Nó còn tệ hơn. Cháu cần răng nanh sắc nhọn mà. Được rồi, đừng có khóc mà. Có răng nanh ngay đây. Đó có phải thứ cháu muốn hay không? Wow, hơn cả mong đợi à nha. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chúng ta cần thử chúng ngay. Sự bất tử thì sao? Ma cà rồng tuyệt vời như mình phải trông thật ngầu nha. Nhưng giống như có con kỳ lân sống trong tủ quần áo của mình. Mọi thứ rất sạch sẽ. Trơm trít. Hả? Mình không khác gì phụ tá của ông già Noel. Một bộ kimono thì sao? Hay nha. Tránh xa mình ra đi. Cái này ổn hơn nè. Nhưng mình cũng có thể thử làm một cô gái rất cơ sành điệu. Wow, đúng thứ mình đang tìm kiếm nè. Đến lúc trang điểm rồi. Mình phải trở thành ma cà rồng để dùng đồ trang điểm nữa. Dùng một ít phấn mắt nha. Và bây giờ là son môi đỏ tươi. Không thể chờ xem kết quả. Này, hình ảnh phản chiếu của mình ở đâu? Ồ, và tại sao mình lại trang điểm chứ? Mình không nhìn thấy nó, không có nghĩa người khác không thấy. Rồi sao? Tốt hơn chưa? Vậy thì sao nào? À ha, phấn mắt. Ý hay. Chà, xem nè. Hy vọng mình thể hiện không chỉ lớp trang điểm mà cả tâm hồn của cậu nữa. Này, trông rất đẹp đó nha. Đồ trang sức này sẽ rất hợp với sự quyến rũ của mình. Bà Van Helsing, bà tốt quá đi. Cảm ơn. Mùi khét đó đến từ đâu vậy? Ai đó đang nấu gà à? Edward Cullen, mình đang bốc cháy. Bởi vì mình là lửa. Không thể lãng phí kẹo dẻo được, phải không nè?
Giòn quá. Tất nhiên không phải là máu, nhưng nó cũng ngon mà. Được rồi, không có gì bà ơi. À, như cái chảo rán vậy. Trang sức thủ công luôn hợp thời. Vòng cổ ngọc trai là tác phẩm kinh điển vượt thời gian. Nó sẽ trông tuyệt vời trên làn da nhợt nhạt của mình. Nhưng mình không chỉ là quý tộc đâu, mình còn là ma cà rồng nữa. Mình sẽ tạo kiểu giống như dòng máu chảy. Đồ trang sức thiết kế không chăm chích như là mơ. Những đồ thủ công này và việc đề cập đến làm mình thèm ăn. Xem nhà bếp còn gì nào. Mình không thấy ngày hết hạn, có nghĩa là mình có thể ăn được mì Ý và bắp. Bây giờ mình cũng là đầu bếp nè. Bữa tối ma cà rồng mà không có phần bí mật sao được. Đổ theo tổ tiên mách bảo đi. 2 lít là đủ. Nước sốt cà chua này sẽ làm mọi thứ ngon miệng. Tỏi, nó sẽ tạo vị và nâng cao khả năng miễn dịch của mình. Nó không làm cho mình khóc đâu. À, gì đây, muối. Đó, người dám đến gần ta. Nghe thấy hay không? Hôm nay là một ngày bị bỏng à. Sao nó lại đau đến như vậy? Chà, nó phá hỏng việc nấu ăn của mình rồi. Nhưng dù sao cũng không làm hỏng bữa tối. Roland không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của cô. Mình thử có được không? Một lần thôi. Thật ư? Có lẽ cậu nên đọc sách thì hơn. Cậu không biết mình đang gây rối với ai đâu nha. Mình sẽ đánh bại cậu. Xem mà học hỏi nè. Úp rổ. Từ phía sau. Nhìn nè Jordan. Ngay trước mặt cậu. Nhìn nè, cậu lại để lỡ rồi. Như thế này. Này người mới, đánh ra đi. Dễ thôi. Thật xấu hổ, màu sắc đã thắng mình rồi. Cậu không bỏ cuộc, cậu bị tiêu diệt rồi. Tạm biệt nha. Mình có nhiều điều thú vị hơn để làm. Bạn thích video mới của bọn mình chứ? Vậy thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấp vào chuông để nào. Hẹn gặp lại các bạn lần sau nha.